và đẹp 24/7 xin chào các bạn. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là tới ngày lễ tình nhân. Chắc chắn là các chị em không ai muốn xuất hiện với một làn da khô và thiếu sức sống đúng không nào? Vậy thì các bạn đã chuẩn bị những gì để làm đẹp cho da? Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một phương pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, đó là chăm sóc da từ nhân sâm và mật ong. Trong các số trước thì chương trình đã đề cập rất nhiều tới tác dụng tuyệt vời của mật ong. Vậy còn nhân sâm thì sao? Khi nhân sâm kết hợp với mật ong thì sẽ có tác dụng như thế nào với làn da? Hãy cùng làm đẹp với nhân sâm và mật ong nhé! Friday. Đã từ rất lâu, công dụng chống lão hóa da của nhân sâm được nhiều nhà khoa học khẳng định có tác dụng rất tốt cho làn da người phụ nữ. Trong nhân sâm có saponin, một loại glycosid tự nhiên thường có trong một số loại thực vật quý. Đây chính là thành phần làm nên giá trị tuyệt vời của nó. Đối với làn da, nhân sâm được xem là một trong những thần dược giúp giữ nước cho da và thúc đẩy tái tạo tế bào mới. Ngoài ra, nhân sâm sẽ là nhân tố giúp đào thải độc tố cho làn da trắng mịn hơn, giúp cân bằng chuyển hóa, chống oxy hóa, cung cấp các vitamin nhóm B, vitamin C để nuôi dưỡng các tế bào từ bên trong. Mật ong chứa đến khoảng 82% carbon hydrate, bao gồm hai thành phần chính là monosaccharide fructose 38,2% và glucose 31%, protein, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chính nhờ các chất chống oxy hóa của cơ thể, bên cạnh đó các axit amin trong mật ong sẽ giúp làn da duy trì được độ ẩm cần thiết, đặc biệt là đối với những làn da khô và lão hóa. Vì vậy, nhân sâm khi được kết hợp với mật ong rừng để đắp lên bề mặt da sẽ cho hiệu quả trẻ hóa làn da rất cao. Friday. Quy trình chăm sóc da bằng nhân sâm và mật ong. Bước 1. Xông hơi. Xông hơi có rất nhiều lợi ích cho da như thanh lọc làn da, tăng cường sức đề kháng cho da. Bước 2. Tẩy da chết. Tẩy da chết giúp lấy đi toàn bộ lớp bụi bẩn bám dính trên bề mặt da, giúp da có thể hấp thụ được các dưỡng chất có trong nhân sâm và mật ong được tốt hơn. Bước 3. Thoa nhân sâm và mật ong lên bề mặt da. Các dưỡng chất có trong nhân sâm và mật ong được thẩm thấu vào da, giúp làn da căng tràn sức sống hơn. Bước 4. Thoa kem dưỡng da giúp làn da của bạn được mềm mịn hơn. Mến, chúng tôi rất vui vì đã cập nhật được những thông tin làm đẹp hữu ích cho các bạn. Nếu như bạn nào muốn được trải nghiệm như nhân vật của chúng tôi thì hãy tương tác với fanpage Đẹp 24/7 nhé. Còn bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại.